rất vui được gặp lại mọi người trong livestream ngày hôm nay. Hiện tại thì mình đang phát livestream từ trực tiếp tại khu kỹ thuật của DKA Bao. Và ngày hôm nay thì chúng ta có một vị khách rất là xinh đẹp ạ. Và chị vừa trải nghiệm cái dịch vụ hair shop tại DK. Dạ em chào chị. Chị có thể giới thiệu cho mọi người đang theo dõi livestream để biết chị tên là gì và chị đến từ đâu không ạ? Mình tên là Thủy, mình đến từ Hà Nội. Dạ vâng. Vậy cái lý do vì sao mà chị Thủy lại biết đến DK ạ? Mình được giới thiệu qua một chị làm cùng phòng. Và chị đó đã từng trải nghiệm dịch vụ tại DK rồi đúng không ạ? Vậy có rất nhiều những cơ sở không xong thì lý do vì sao mà chị lại đặt niềm tin ở DK nhỉ? Các bạn, các chị phòng mình cũng từng trải nghiệm dịch vụ ở bên mình rồi ạ. Mình thấy các chị làm thì có một, các chị sau khi trải nghiệm dịch vụ bên mình ấy thì có một dáng lông mày rất là tự nhiên và đẹp, là mình cũng muốn trải nghiệm thử. Và bây giờ em xin mời ông kính quay sát hơn một chút nữa để chúng ta có thể quan sát được cái lông mày vừa được hoàn thiện của chị Thủy nhá. Đó, như chúng ta quan sát này, những cái đường nét lông mày rất là bay bổng. Master One Minh Vương thực hiện cái kỹ thuật hair shop. Đây là cái kỹ thuật mà nó rất là ưu việt, nó có thể tạo ra những cặp lông mày rất là tự nhiên này. Và đặc biệt những chị em nào ấy mà thích cái sự vẻ đẹp nhẹ nhàng tự nhiên thì đây chắc chắn là một cái sự lựa chọn không thể nào mà có thể loại bỏ được. Và nhờ cái kỹ thuật này thì những cái sợi này, đặc biệt là những cái chị em mà da dầu và lỗ chân lông to ấy, thì qua quá trình thời gian thì sợi sẽ không bị loang sợi và nhìn sợi sẽ rất là mảnh nét và nhìn sẽ tự nhiên. Vậy sau khi trong quá trình làm lông mày thì chị thấy thế nào ạ? Chị có cảm thấy khó chịu không? Mình cảm thấy rất là dễ chịu. Các bạn nhân viên thì làm cũng rất là nhẹ tay và tận tình nên là mình cũng không có cảm giác gì nữa. Vâng ạ. Vậy chị có thể ưng các sản phẩm lông mày này của mình không ạ? Mình rất là ưng. Vậy sau ngày hôm nay thì chị có sẵn lòng giới thiệu cho nhiều người thân và bạn bè của mình đến sử dụng dịch vụ tại DK không ạ? Điều đấy thì chắc chắn rồi. Vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Và mọi người ơi, nếu như mà mọi người cũng muốn sở hữu cặp lông mày tự nhiên và đẹp như chị Thủy thì mọi người đừng bỏ lỡ cái chương trình giảm giá 30% cho các dịch vụ lông mày. Chúng ta sẽ chỉ còn áp dụng một vài ngày nữa thôi, đã kết thúc chương trình này rồi. Mọi người đừng bỏ qua nhé, nhất là những cái chị em mà có lông mày hỏng này, lông mày lỗi, kém tự tin. Thì mọi người nhớ là đừng quên là đặt lịch trước qua fanpage hoặc là có thể là inbox trực tiếp để có thể được nhận những sự tịch là tư vấn miễn phí nhé mọi người nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo ạ. Xin chào mọi người.